Đây là hình ảnh của tất cả các thành viên ở trong đoàn đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho cái ngày đầu tiên hôm nay. Thì được biết thì đoàn chuẩn bị đi 2 ngày cả nhà. Trong khoảng 2-3 năm nay thì núi Bà Đen khá là nổi tiếng, cái tượng Phật cũng như là cáp treo mọi người cũng có trở về đó kính viếng khá là nhiều. Mời Phật kính thưa quý vị, vừa qua thì đoàn có kính viếng cũng như là lễ bái, giờ thì sẽ tham quan xung quanh khu vực đó, trong cái phần chánh điện của bên đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư vị, trở với kênh Tu Thân Sư Kỷ. Được biết hôm nay là cuối năm 2022, từ thiện Kính Thận đang có chương trình phát quà cho mọi người mù ở tại Tây Ninh. Hiện tại thì đoàn đang tới Củ Chi quý vị, đang nghỉ trưa và dùng cơm. Đây là hình ảnh của tất cả các thành viên ở trong đoàn đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho cái ngày đầu tiên hôm nay. Thì được biết thì đoàn chuẩn bị đi 2 ngày cả nhà. Đây là những hình ảnh cô chú đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Đoàn của ta đoàn hành hương và cứu trợ, hay còn gọi là đoàn từ thiện Thánh Thận cái gì. Đây là cô ba đại diện ở trong đoàn, và cũng là tổ hậu cần. Đây là út. Cơm thì mình chuẩn bị sẵn ở nhà cả nhà. Đây là viên ống. Thì mình đi xa, đa phần là có những món khô. Có chiều nay mình trở về Tây Ninh thì mới có những món nước như canh chua hay là những món canh ngọt đó cả nhà. Đây. Đây là có út. Đây. Có nước tương, cái nước tương thì đó là người liên lạc ở trong đoàn. Cảm ơn hai chồng cô này nhiêu ạ? 5 giờ 6 giờ. Đây là hình ảnh cô chú đang chuẩn bị dùng cơm trưa cả nhà. Mình cố gắng nghe chân cái quán ở ven đường dùng cơm, có ai có uống nước thì dùng nước. Đây mấy cụ. Nói chuyện nhỏ không cũng nghe nè. Dạ. Nói chuyện nhỏ cũng nghe nè. Nói gì là lớn lắm rồi đúng không? Ngồi đi chú ba, đây là thủ quỷ trong đoàn cả nhà. Thủ quỷ lên ống kính hoài mà cứ chánh chánh hoài, ngộ rồi. Cái này phát được nhiêu phần chú ba? 300 hả? Có dự định phát điểm khác không hay là chỉ có hội Bình Dương? À dạ. Là về cái chạy phong Bình Dương hả chú? Đây là thủ quỹ trong đoàn. Còn đây là bên liên lạc của đoàn. Cao. Đó. Út nghe nói hôm qua đi Campuchia Út. Dạ, hôm qua thì hôm kia đi Campuchia 84.000 vậy Phật. Hôm qua về ngủ ở chùa Năm Thiện đêm. Dạ. Sáng hôm nay thì mình đi Hòa Thành, hội người mù huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Dạ, thì cũng xin giới thiệu với quý vị đoàn từ thiện Thánh Thuận của huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Cái chương trình lịch của cuối năm Nhâm Dần hôm nay là như thế. Xin giới thiệu và chân thành cảm ơn. Được rồi, cảm ơn.
rồi quê hương cho cả nhà cái à. Đoàn chuyến này đi có một xe 50 người nên cũng gọn cả nhà. Thường thì nếu mà đi là giữa năm hoặc là đầu năm nữa thì đi rất là đông, trên 3 xe ở vậy. Nhưng mà do cuối năm thì mọi người bận việc khá là nhiều nên chỉ có một xe duy nhất thôi. Đây là hành viên trong đoàn Hậu Cần nha cả nhà. Ăn cơm thêm thì thêm. Thưa quý vị, vừa qua thì đoàn có chia sẻ những phần quà yêu thương. Tiếp theo là kính viếng núi Bà Đen. Trước mặt của chúng ta chính là cái biểu tượng dòng xoáy và có dòng chữ là núi Bà Đen. Ở bên tay trái chúng ta là cái phòng vé để mà bán đi lên cáp treo núi Bà Đen. Thì được biết vé khứ hồi là 300.000. Chúng ta sẽ đi lên tới đỉnh và diễn những cái phong cảnh ở trên núi Bà Đen. Còn ở bên tay phải chúng ta là cái xung quanh như là cái công viên, cái vườn hoa được tạo bởi những nghệ nhân cho mọi người ở bên đây tham quan cũng như là kính viếng cảnh để chúng ta chụp hình. Đây chúng ta thấy tạo cảnh rất là đẹp các nhà. Chúng ta thấy quang cảnh xung quanh khá là đẹp. Trong khoảng 2-3 năm nay thì núi Bà Đen khá là nổi tiếng, cái tượng Phật cũng như là cáp treo mọi người cũng có trở về đó kính viếng khá là nhiều. Đây phải chúng ta là cái chữ Bà Đen. Đây là những cái vườn hoa để tạo lên cho mọi người chụp hình. Ở trước mặt đó chính là cái cổng chính để đi vào bên trong khu di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh và du lịch núi Bà Đen. Thì ở đây có hai cái hướng đi ở nhà, một hướng đi cáp treo, một hướng là đi bộ để lên núi. Thì chúng ta đi bộ thì chỉ đi lên những cái ngôi chùa điện Bà, còn đi cáp treo thì lên tới cái tượng của Đức Phật cao ở trên chót vót của ngôi đỉnh. Đây là cái xung quanh của núi Bà Đen. Giờ chúng ta sẽ tiếp diễn đi vào bên trong để kính viếng những ngôi chùa ở dưới xung quanh trong núi. Nam mô Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý vị. Vừa qua thì em cháu có diễn ở tại núi Bà Đen. Trước mặt của chúng ta đó chính là cái Tịnh Xá Ngọc Truyền. Bên trên là tượng của Đức Quán Thế Âm cao đứng trước của Tịnh Xá. Đây cũng là một trong những Tịnh Xá cấp sát ở dưới chân núi Bà Đen. Không cảm nhận là trang nghiêm và thoáng mát như vậy. Đây vậy chúng ta sẽ đi tiến thẳng vào bên trên. Trước mặt chúng ta đó chính là cái phần chánh điện. Ở trên là phần Phật bảo là chánh điện gì. Ở dưới đó chính là cái chai đường. Sâu sâu bên trong là cái tượng của ngài Đức Phật Di Lặc. Tôn tượng của ngài Di Lặc cái gì. Nam mô Di Đà Phật, kính thưa quý vị. Hiện tại thì anh cháu đang có mặt ở trước chánh điện của Tịnh Xá Ngọc Tuyền. Đây cũng là một trong những điểm tham quan kính viếng ở núi Bà Đen. Trước mặt chúng ta chính là cái tượng tùng tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni tự phụ. Đây là một cái rất là có gì, Tịnh Xá.
sau lưng là cái hình của Ngài Thích Ca Mâu Ni. Đây là Tổ sư Minh Đăng Quang. Đây rất là trang nghiêm cái gì, rất là quý tình. Đây là quan cảnh xung quanh của người thị xá. Đây là các sư kiếp nối từ các trụ trì của các đời được thờ ở đây này. Ơn giáo dưỡng một đời những ân sư quốc hóa đời. Ở trên hết chính là tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là Đức Phật thuyết pháp tại dòng sông. Đây một cái ngôi tịnh xá tương đối là nhỏ gọn nhưng không kém phần là trang nghiêm và thanh tịnh như vậy. Ở bên trên là cái lịch sử của Đức Thích Ca Mâu Ni cả nhà. Đây. Từ khi Ngài mới sanh, Ngài xuất gia, Ngài thành đạo và luân chuyển pháp đến sau cùng. Xung quanh ở đây có tạc lại những cái tích của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đây là Đức Phật thuyết cho Ngài năm anh em Kiều Trần Như nha. Sâu bên trong thì cảnh Đức Phật Ngài Đấng Sanh. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Đây zoom lại cho anh ta xem. Công viên gọn nhưng mà bao quát đầy đủ và ý nghĩa về cái lịch sử của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ở đằng trước của chùa tịnh xá gì có những cây thala rất là rộng bự và mát. Đây sẽ quay toàn cảnh cho cả nhà xem. Giờ thì chúng ta sẽ đi sang bên ngoài. Thì tiếp theo những cái điểm diễn tiếp theo đây nha. Thưa quý vị, đây là cái trạm xe điện. Thế mà chúng ta đi vào bên trong kính diễn cũng là cái lối đi bộ lên chùa Bà Đen. Dạ đúng rồi, vô trong chùa chị. Dạ. Dạ đúng rồi. Một vé 10.000 cả nhà. Đoàn có khoảng 12 người. Đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong để kính viếng những cái ngôi chùa ở dưới chân núi Bà Đen. Đây là các thành viên của đoàn Từ Thiện Khánh Thuận. Đây là Út. Đây là Út Sáu. Cô Sáu Hậu Càng. Đây là nhóm Hậu Càng mọi người, cô ba. Cô Sáu Mạnh Thù Quân Chính. Đó. Đây là trưởng đoàn mọi người. Đó. Trưởng đoàn quay mặt lên đây. Đây đi xe điện. Đó. Giờ thì sẽ chờ để đưa mình vào bên trong. Lên đây, lên đây, lên đây, hai hai gì lên đây. Quý khách không đùa giỡn, leo trèo, chạy nhảy khi lên xe. Quý khách vừa lòng giữ di sản và tư trang cá nhân.
Đây nè cả nhà. Thưa vị, giờ thì đoàn đang đi vào bên trong cái đường đi lên núi, đi bộ nghe gì. Đây là cái cáp treo. Thì chúng ta đang đi xe điện. Đó. Đoàn đang đi xe điện vào bên trong để đi lên trên núi và đen là cái lối đi bộ, cũng như là kính viếng những cái ngôi chùa ở dưới chân núi. Đây. Quá đẹp. Đó, bên đây cảnh rồi cũng khá là đẹp mọi người. Ủa anh, xe này là đưa mình vô trong cái chùa đúng không anh? Dạ dạ. Đó, 12 con giáp bây giờ. Trên cái dòng xuống. Đoàn đang đi vào cái ngôi chùa ở đường lên đỉnh núi. Đây là chùa Phước Trung Tự Linh Sơn. Đây, tới rồi cả nhà ơi. Ở trên núi mới có phải không? Trên núi có cái ngôi chùa cổ nữa. Dạ lát mình đi thì cảnh thì lò bộ lên. Đây chiếc cửa chùa Phước Trung Tự, có tượng của Đức Phật Quán Thế Âm. Chùa, chùa cũng khá là mát mẻ và thoáng mát cái gì. Đây là tượng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì đặc biệt cái kiến trúc của ngôi chùa cũng như là cái cách trang trí và thờ phượng thì rất là giống theo những cái ngôi chùa ở Đài Loan. Hai bên thì có Long Thần Hộ Pháp hay gọi là Tứ Đại Thiên Vương cái gì. Đây. Bốn vị. Ở trên đó chính là cái lịch sử của Đức Thích Ca Mâu Ni. Này Đức Thích Ca Mâu Ni đang cưỡi ngựa và ngài Sa Nặc đi ngang dòng sông Aroma lúc ngày về cung vàng điện ngọc để chuẩn bị xuất gia. Đây là cảnh Đức Thích Ca Mâu Ni mới đản sinh. Còn đây là ngài đã vượt qua dòng sông Aroma đến gạch Ni Liên Thiền, ngài có xuống tóc và gỡ về Sa Nặc. Đây. Giờ đây cô chủ trong đoàn đang cầu nguyện cũng như là kính viếng chùa. Đây là đường của Đức Quán Thế Âm. Giờ mình sẽ đi vào bên trong. Ở đây thì là chữ điện bà, nên không biết là có những gì. À, đây chính là đời công đức của Phật mẫu. Bên trong thì có thờ ngài Đạt Ma và các vị linh vị của tất cả được gỡ vào bên đây, ở bên trong chùa vậy.
Phật thì sau đoạn đường từ dưới chân núi đi lên, còn có kinh viếng cái chùa Long Châu Phước Trung Tự. Đây cái cổng cũng khá là cổ kính nha cả nhà. Giờ chúng ta sẽ tiến thẳng vào bên trong. Trước mặt chúng ta đây chính là tượng của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây, trước cửa chùa luôn có vị Long Thần hộ pháp để bảo hộ. Đây. Bụng lì quá thơm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong. Đây là cái phần chánh điện của ngôi chùa cả nhà. Thì luôn luôn lúc nào cũng có thờ tam thánh Tây Phương. Đây. A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Ở dưới thì có Đức Thích Ca Mâu Ni. Ở dưới nữa thì Đức Phật Di Lặc. Nó là ba cõi hết cả nhà. Ở bên trái với chúng ta đó chính là cái ngày Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đặc biệt những cái ngôi chùa ở núi Ba Đen thì em cháu thấy là đa phần là những cái kiến trúc và thờ phượng khá giống nhau. Đây là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nha. Bông ly quá đẹp, quá thơm. Đây là công viên trước cửa chùa. Đây. Cái gì? Đây là nãy các cô đang kính viếng cũng như là ngồi nghỉ ở tại chùa. Ở đây là hết rồi cô, xuống rồi. Dạ. Dạ. Lên nữa có bình thường, còn đường lên mà. Thì lên hoài á nhưng mà không có chùa nữa. Quanh ở Tây Ninh như là Thờ Thánh Tây Ninh hoặc là chợ Long Hoa cái gì. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đoàn từ thiện kính thận có kính viếng ở tại Thờ Thánh Tây Ninh. Hiện tại đoàn đang tiến thẳng vào bên trong Thờ Thánh để mà kính viếng cũng như là bái lại buổi sáng của đoàn.
Đây là điểm viếng đầu tiên của đoàn thực hiện kính tự trong cái chuyến hành hương phát quà cho bà con hội người mù ở tỉnh Tây Ninh. Đây là các thành viên trong đoàn thực hiện kính tự cả nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong. Thì ở đây chia ra hai bên, bên là nam phái và nữ phái để đi vào bên trong. Thì bình thường người ta sẽ xếp hàng ở ngoài này. Đây là hoàn cảnh của tòa thánh cả nhà. Đây rất sáng, rất là mát, sân rất là rộng. Cái công viên ở đây rộng lắm, rộng luôn mà. Hầu như là mỗi ngày đều thấy có vệ sinh la quét dọn dẹp cái công viên của chùa. Đây. Đoàn mình cũng đông lắm ta. 50 người. Khi chúng ta bước vào bên trong, đây có một cái lối để đi vào. Thì trong đây sẽ có một người hướng dẫn của mình, thì cả nhà sẽ có từng bậc, mỗi bậc là mỗi một cái chức vị khác nhau. Đây, bậc đầu tiên là để cho khách hành hương. Thì chúng ta đến đây để mà kính viếng. Và đặc biệt chúng ta sẽ đi bên hông. Quay được, quay được. Có quay quay được. Nam mô Đức Phật, kính thưa quý vị, vừa qua thì đoàn có kính viếng như là lễ bái. Giờ thì sẽ tham quan xung quanh khu vực ở trong cái phần chánh điện của bên đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đây là cái trung tâm quý vị, giống như là một cái tòa thánh. Như cái thánh địa cháu Hòa Hảo thì có Phước Tăng An Giang ở tại làng Hòa Hảo. Đây thì có tại tòa thánh này. Đây là cái đường cảnh đi vào. Ở trên trung tâm đó chính là cái thiền nhãn cái gì. Đây là cái những cái cảnh xung quanh. Chúng ta thấy đây là thiền nhãn. Một cái hình đó đất và thiền nhãn. Đặc biệt thì ở đây chỉ quay cái cảnh xung quanh, không có được quay người. Xin chào phái đoàn. Tới đây thì bước lên trên nha. Dạ. Thưa quý vị, vừa qua thì em cháu có quay xung quanh ở đây. Thì cái khuôn viên của tòa thánh Tây Ninh. Giờ đây đoàn sẽ đi sang bên ngoài để tham quan khu vực ở bên ngoài. Đây chúng ta sẽ thấy được cái rồi sẽ đi sang bên ngoài để kính viếng vậy nha. Kính thưa quý vị, đây là cái toàn cảnh của tòa thánh Tây Ninh nha cả nhà. Đây, giờ thì đoàn sẽ bắt đầu đi
lên xe và chứng kiến những cái điểm tiếp theo. Hình như là điểm tiếp theo là ở tại chợ Long Hoa hay gì cả nhà. Đây.